Khoan khoan đừng được. Còn đâu đấy con? Ba anh con rồi. Câu rồi. Ủa nó ăn cái gì vậy bà? Thì là nó ăn câu á anh Vũ. Không phải. Hết cái nửa ký lô. Chúa nó bị ăn câu, nó bị lồi cái bao tử ra. Vậy mà nó sống ha bà. Ừ. Con kia nhỏ được nhảy hết con. Nó kêu dữ vậy. Sâu không? Rạch. Chúng kêu lỗ cống gì anh Vũ? Phải không? Giống hả lỗ cống vậy? Không. Rạch. Nghi nó ở đâu? Nghi em bằng phải mò cái hầm này quá. Mò rồi. Ở dưới hầm hả? Ở dưới cái hầm này nè. Ở nằm... Đây, cái hầm, Thấy rồi. Ở cái hầm cái ổ này... Ôi dễ bắt mà, đây nè Hiền, gỡ đây Hiền, bắt nó. Mò đi bạn, tay chùi nó. Chạy vô. Thì mò đi, đừng có bắt hết trơn. Thấy nó. Sao dạng vậy? Để luôn, ai chú Nam làm con đó. Thấy, chạy đó, nó thấy rằng nó chạy. Ủa sao không hết đồng mà dạng vậy? Ôi con hết cái. Con hết được. Được. Phải hết đồng không sao ngộ ba? Ừ. Trời ơi hết đồng mà nó dạng mà. Trời ơi chưa từng thấy thì cả nhà đứa đi con ba. Vô tay đi. Nghe nó rõ ràng ở đây mà sao dòm không thấy nó nè. Này hai mang kêu trong bắp nè cả nhà. Năm ơi. Gì? Một điều nha. Một điều. Nè nè bạn. Đâu có hàng. Không, nó ngồi trên ba. Em vừa xuống nó nhảy cái tủm rồi. Nó ngồi trên ba cái này nè. Hay quá chú Lâm ơi. Hay quá bạn ơi. Ồ, ếch đồng thiệt. Ếch đồng thiệt cả nhà. Tại ếch nuôi thì nó không nhảy. Con là thấy nửa cái lơ rồi. Trên. Hai ếch này trên. Gì? Ừ. Có cái bướm đó cho chú. Thấy. Đây nè. Để coi coi có em nào đi rồi ở rồi sao trình diện rồi với ông Năm coi. Coi coi còn. Hồi nãy là nó ăn dướng mồi nó nhả ra chứ không phải là nó ăn dướng lưỡi câu hay bà. Nó ăn mồi, nó ăn nhầm đôi khi con cá rô nó cũng nhả vậy nữa đó. Rồi nó nuốt bao tử lại được hả? Rồi cái nhả rồi xong cái chiều cái bao tử nó gúm máu chân cái nó ra nhớt. Cái nó nuốt cái bao tử nó lần trở lại trở vô bình thường. Rồi, ghê vậy? Ừ. Vậy mà nãy con nói nó ăn câu. Đâu phải. Qua bản luôn hả anh Vũ? Thì đi trẻ đó, rồi đi đây một chút thử coi làm sao. Ồ cái này ngon quá bằng ơi. Coi hỏi coi có em nào mà trình diện có Năm lên nè với chú Bằng nè. Khoan bằng ơi, để cho ông Năm lại đó ăn cái coi bằng. Nó nhào qua ba hay nhào bên bằng vậy? Cứ đừng thọt tay dưới móc nha bằng. Đừng thọt tay con. Hả? Về đây rồi đây nè. Đó. Dính y nhào đó. Đó. Chuẩn bị mình mở giỏ. Quay về luôn rồi. Ra. Quay về cái năm rồi đó. Đó. Quay về đây nè. Thục luôn cái năm. Quay về đây. Cưng. Bấm nó lại đó. Cưng. Trở lại hả? Ừ. Đưa cái dũng cái... Thôi chở qua em chở lợi em cũng vô ba đây chứ em đi đâu ba thọc móc chưng phải dở tay lên nha bạn
để dính tay cưng nha. Nghe bạn ơi. Dạ dạ. Thật móc rồi đó. Kêu rút về là rút nha, để chặn luôn. Ừ, chặn lại bắt đè bắt luôn. Đè là không có buông nha. Ừ. Đè là biết luôn. Đè là phải miết luôn chứ. Cái này rộng hơi khó bắt. Hẹp là dính rồi. Ừ. Ừ. Nó nhảy ra đây rồi ba ơi. Ừ. Quá trời bự con cá này à. Đó, rộng. Rút trong mắt ấy, sợ hai con. Hai con lận. Chặn lại bắt con đó trước đi. Ok, cái đi. Ồ, nó leo lên tay bằng kìa, tử tế nha cưng. Nhẹ tử tế con. Đè lấy đất đè nó xuống. Rồi. Làm việc luôn. Anh thấy rồi. Cái tay chì đâu mà dính máu rồi. Còn một con nữa cho nó. Bẻ chưa? Đây nè, con ốc cạch qua đây nè, coi con đó ốm hay là bụng. Nó đẩy bằng hết, nó đẩy bằng hết lỗ rồi. Trời, chứ gì bằng, đè nó. Ốc chứ không phải cá. Ốc hả? Ừ, ốc không sao. Rồi nó ra nó qua luôn hả? Chưa. Móc đi. Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Ốc nè. Kế bên. Anh mở sẵn rồi mà. Mày ngon à. Mày ngon lắm rồi. Sao bị đau tức hả? Ủa, đai tức hả? Đai tức là đứt tay. Ôi bự. Không bự. Cũng bằng. Còn con nào không bằng? Hết rồi phải không? Để nó gan cái này bằng. Bây giờ con lấp mé đó, chú Năm lấp mé này nha. Làm khó rồi bạn, mắc nãy giờ biết bao lâu luôn. Để ra đi bằng ơi. Đây tức luôn. Cá lóc hả? Cá lóc cả nhà ơi. Ô lỗ bọng. Không có. Bự không? Ừ. Coi chừng còn nghe bạn. Đây nó lóc vô láng hết trơn nè bạn. Thôi Vũ ơi, đem cái vỏ qua đây. Chắc cú quá trời rồi nè. Hồi ôi, con bự bự không? Cá rùa mà. Ừ, bự bự không mà không có con nhỏ. Ồ, cá rô kìa. Đây nè, đây này nè. Ba. Nè. Ô, quá trời à. Nè. Vũ ơi, con bự bự không. Con ếch nhảy đây nè bằng nè. Nè, nhảy qua kinh nè bằng. Ồ, còn nữa. Khoan Vũ ơi, ế Vũ. Ế Vũ. Ồ, dễ. Ai da. Cua hả? Đồ. Dữ dàng. Ồ dễ. Trời, cái hang của ba bắt nãy giờ. Ừ. 5-6 con rồi đó. Nãy giờ mới đó ra đây. Ừ, cũng gần. Ồ dễ. Còn. Quá trời cái hang đó. Ừ. Bự bự không à. Nó qua bên bờ kinh đó. Ôi ếch ở đây nó không có ở hang đâu. Nó ở giống như ế vô. Nó ở giống như con ếch hồi nãy vậy đó ba. Ừ. Ở đại á. Ô dễ. Nhỏ. Cái sạc. Quái rồi, quái rồi. Hết rồi. Đụng bàn tay chú Năm cũng như bàn tay xe cuốc của Vũ.
cuốc là dính cục đất. À, cũng có lý nè cả nhà ơi. Sau một thời gian đi là thành quả được gì đi cả nhà. quá xa đã hả? Kiếm thêm mớ nữa. Cái chi? Chín không? Chi lắc gì? Chi? Bự không bạn? Tờ tờ mới còn nãy á. Lên rồi. Sao mình cái lên chưa? À. Đi lên con. À. Mười cái ống bọng này nó đi gì rồi làm sao? Nó có trong ống bọng này nè. Ừ. Để hồi kín cái này ống bọng rồi. Trời cái bao nhiêu. Đây nè. Thôi ơi bên đây một hầm nữa nè. Đây nè. Đây nữa nè. Đây nè. Có cái cây này nè. Người vô. Có. Từ từ thôi. Lóc. Từ từ thôi nha. Cá lóc. Cháo. Không. Không không có nuôi phải không? Không có nuôi cái nào. Ba bắt cái bản. Rô. Ủa cái giống bên đó riêng hả ba? Ừ, nó cũng chung đó đó, ngay đầu ống bọng nè. Ôi, có vũ rồi. Gì cái còn nữa? Cá chê nữa. Một cái cá chê. Theo quá rồi, còn một con nữa. Cả nhà với không nậu mà dịch gió thôi, bố tay. Sao vậy? Ừ, cá nhỏ nó thấy cái mình nó gần rồi xin. Mình nó nằm kìa. Ừ. Thấy chưa? Mình thấy nổi máy không thấy. Bắt đi cưng. Cưng kỹ kỹ giùm á. Vũ ơi. Dạ. Vô lệnh. Cái sạch bự không bắt ha. Quả. Ôi con này bự nè. To thế. Đâu? Đó, ô hả hỏa hỏa ế vũ nè ế vũ qua đã đâu dũng bên ba sao đâu đây cái gù hả cái chạy ống bọng á ừ thọt thọt coi cái tè nào mình ngồi một người ra muốn á cưng đẩy vô ừ ôi nè nè đây nhóc rồi. Rồi tao nói đi qua đi lại mà dạch vỏ thôi đừng có dòi với mỗi tay nữa. Ừ. Dạch kia đàng hoàng khá hai bước. Có. Dạ. Bắt đầu phành vỏ ra nè. Dạ. Đây. Vỏ nó phành ra rồi. Thôi ôi lừ hết trơn trong ống bọng bằng ơi. Quá trời ơi coi nè lừ hết trơn mà nhau lừ hết trơn vậy trời đây nè nè có thấy chưa hai cá lóc cầm tay cái trời ơi cá bự cá lóc bự thấy chưa điện điện đình lắm mộng hết chứ năm ở ngoài đó quá trời bự rồi chuối rồi ôi, rồi ba. Hàng quýt. Trời ơi, tao nói chiều nay nấu mà cá nướng với cá chiên thôi là đủ sỉnh rồi. Hai ngớt gọng lại đi. Cá rô nuôi. Cá rô của tôi nuôi. Quá trời ơi. Quá bự quá. Nó có ra ngoài nữa. Để ục lạnh đó chừng. Để cho chiều về điện hoài cái lúa khu vực này bữa nào cắt. Nếu mà mốt cắt thì ở lại luôn đi. Ở lại luôn chứ làm gì. Đây cá gu hầm. Đâu rồi có kè. Một bụng. Một bụng là ba con nghe cá gà chứ không phải một bụng có một con nghe. Trời ơi lúa. Không nếu mà ngày mai mà mình đi bắt cá ha là anh nói ôi cá chê. Cá chê. Ba không la ba. Hehehe
À, chú Năm nó tạo sự bất ngờ. Chung vô trong tay áo, ở đó có cái hang nhóc trong đó đó, nhóc đầy nhóc trong đó đó. Chú đây hả chú? Ừ. Chung như này. Dở. Đầy nhóc trong đó đó bằng. Chù. Đầy nhóc luôn. Sao mà đi vô đây chi vậy bà? Mày không chung bóng quần mà mày chung bóng tay. Anh Vũ. Như thế. Vâng. Sao vậy có kìa. Biết ra tới đâu. Không quay hoài. Ui, có chi. Còn con cá chê trong đó đó. Thấy không? Đúng rồi. Cái ngồi cái này. Ừ, còn con cá chê trong đó đó. Trời ơi, chú nổ chỗ này không là được mâm rồi đó cả nhà. Gì đó. Ồ, con này cũng chặn chặn mãi cái năm à. Ừ, nó hai con chú đụng hai con bắt con rồi với con cá lóc rồi. Nếu mà mình mà ngày mai đi bên cắt lúa đi. Ê, chỗ này đây nè. Đó, chứ chịu quần ngày nữa. Ê, xuống giò. Đừng để nó xuống giò. Khu này nè. Ba cái dũng này nè. Giữ lắm cá. Ừ. Nó không quan trọng đâu cả nhà, nhưng không có hai con là có dấu. Chưa. đừng. Nó ra ngoài hả ba? Ra ngoài vô dò. Cá rô nuôi. Đó. Cá rô nuôi khoan để tao bắt hết cá rô nuôi cái hả? Trời ơi bạn chút nó về anh lấy con sừng rượu thôi bạn. Đi cuộn nếp á. Anh để vô cái hết chất mỏi liền ha. Cái tủ lạnh ha. Rồi cá này á là chiên giò ha, chiên xù á. Cá chê nó chung đâu rồi bà? Đi giò cho năm á. Vâng, chưa. Rồi nha, ngay đừng gạo, có gớ. Đừng có gớ, bắt ở ngoài đi. Ủa đâu rồi, dội vô đâu rồi? Vô con bọng hay gì rồi? Không. Ừ, đây nè, nãy nó mới xuống đây nè. Nó mới xuống này đây nè. Cá rô kìa. Cá rô, cá rô mày. Quá. Phải vô ở đây con nào mấy ế vú không? Ế vú. Ở đây nè. Móc tay nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ bao. Mới xuống ngay đây đựng dò chứ năm mình sao kỳ vậy. Coi coi đâu. Quá trời rồi cả nhà ơi. Vô đâu trong này hay đâu. Anh xui mình tới rồi cả nhà ơi. Chào anh xui ơi. Trời ơi ta nói không có gì mà bật cái chắc chiều này ha. Nói dưới cái dò chú năm đi ra đây rồi bắt coi cá. Coi lại cái hang này coi. Coi lại cái hang coi. Hang trong hết rồi. Dạ, coi lại cái coi. Hết sắp. Không có ở đây rồi. Ừ, nó vô ngược lại ở đây anh. Ừ, đó đã nói kể không. Hồn ha. Ra đi con. Tối quyết định không cai con cây trong phòng, kéo cái thùng đi ra ngoài cái thỉ tạ nhất. Ủa, con này bự nữa nè. Thì vậy cỡ không ha. Phút con dạ. Rồi quyết định chiều nay là cá nướng với lại ồ rồi cá nướng ăn ngã nào mà cho hết một giỏ rồi. Bắt được hai con dạ. Ba con mà nhảy một con thì còn được hai con bắt được hai con bốn con ừ ba bốn con vậy nó nhảy bấm giữa mình cái đi ba đưa cái mít sơn cái mới được qua rửa ra cả hai chiếc giữ trình thế vô để vô ôi cá lóc bữa nay ê chú bạn đó là vũ phái cá lóc chúng tôi với hai con cá lóc chúng tôi cho đã tí là ồ quá trời tí là quá trời cả nhà cá rô với cá lóc nặng luôn á. Chú Nam. Đen lỏ sâu quá trời sâu à. Hả? Đen lỏ sâu quá trời sâu rồi. Móc đất lên đó. Gà gà quất con này luôn cái cừ ngắt à. Phát hiện dấu ếch nữa cả nhà.
cái kênh này ốc bưu vàng giống như mè chứ bà. Ừ. Quá xá ốc bưu vàng. Cái nhà thấy cục cục đó là ốc bưu vàng không đó. Tới đi bằng. Cũng chị. Đây nè. Cái hang ai có móc kìa. Ai kiếm. Ai có kiếm rồi ha. Đó. Nè, dấu lăng láng ngon nè, dấu chân mấy ngày này cái năm. Đây nè. Ngót này nó ở đâu khúc này nè. Đó thì móc. Móc. Móc nước đục là nó còn đó. Móc đi cho cây. Móc gan con bằng con nãy bắt đầu tiên rồi. Dính rồi. Có mới không? Mới thì bắt đi. Ngon không coi. Không biết móc cái gì chứ khó móc. Có dấu mà chắc không có ở. Con nó chụp. Hai con nó chụp không? Chụp sai ha. Bạn bắt con chú Long bắt con tự. Chà. Mưa. Mà mưa rồi, mưa ở đồng này xiết nước rồi cũng. Cái con thứ nhì là mới lịch sử. Con thứ nhì mới là lịch sử. Nghe nó kêu mình nghe gì rõ ràng đây mà sao mà chợt tới trước nghe gì lại vừa bước tới nhau. Con đó mới lịch sử. Chụp chạy. Nghe nó nói chết mà kêu nhầm ông thầy. Hả? Ừ, coi coi. Không. Không. Hết biết hồi nãy cái năm móc dính ớt quá bự mà bắt được. Móc dính bằng á. Đây, đổ vô thau nào. Đổ thau đó đi. Thau đỏ cũng được, cái thau đó quá bự rồi. Thôi. Thau bự quá rồi, không nhìn được cái này quá. Đổ thành quả nè. Để mà chủ nhà nó đi ngoài ruộng không có cá. Thấy chưa? Quá tràn luôn rồi. Có cái gì đâu bắt bằng tay không anh nhiêu. Ừ. Cá lóc, cá gô hết biết đi luôn. Đi bắt nó chút xíu đó. Quá trời ngon. Mình gọng lại mình buộc cái đâu vũ. Quá trời. Dạ cái đó hả chú? Ồ hang ếch rồi ba. Kiều view luôn ba ơi, hang ếch nữa. Kiều view hang ếch luôn. Cái này mình tính làm món gì anh Vũ? Bây giờ cá mình nướng đi. Cá chê cá lóc thì nướng còn cá kia thì chiên xù. Trời ơi con ếch à. Ếch rồi để ngày mai tính. Ừ. Báo cáo với con là ngày mốt cắt lúa. Bên nào ngày mai ngày mốt luôn. Quá bây giờ không phải con mời con mua con bao gạo 50 kg đi ăn hết gì. Ăn hết bao gạo lâu lắm à. Này cũng vụ đế là tới trong chuyện ha. Mà mình uống không được rồi đi xui thôi. Con cá này nó nứt kêu luôn rồi. Trắng tươi, thịt có thịt dẻ gì. Cá tập tạ không mà. Cá lóc đồng nước chui. Để chữa đồng nó ngon. Ở ngoài đồng luôn ha. Đây, còn ngoài xã mình thì chim cá rô. Có dịp xuống với tôi trải nghiệm chiến anh ơi. Bà với anh Vũ sửa soạn ở ngoài. Thằng Chúc mình ra đó nhập tiệc mày đó.
ở ngoài ruộng thì mình nướng bằng gôm, bằng củi mình đốt á. Còn này vậy cũng lịch sử thôi nha. Không quẹt đâu. Chóng lây là cháy lâu. Buổi chiều đồ ăn cũng hoành tráng quá trời. Chiếu lục hiệu, chiếu lục hiệu. Món cá lồng tâm ngày nào sáng bắt mà chưa ăn nè. Cá khô lạc, cá chiên, cá rô chiên, rồi cá lóc nướng, canh chua, cá khô lạc. Quá, wow, bữa nay mồi quá mồi. Hạ mốt hương đồng có đội bà con ơi, cả trẻ ơi. Xin ngồi từ đó thì qua đây cái xin ngồi cái. Nữa xin ngồi. À, buổi tối có làm ít hả bà? Ừ. Vài ly. Vài ly trên nhà cháu Vũ để chung vui với cháu Tuấn đồ, với bằng đồ. Ghế hả? Trước tiên là chúc tất cả bà con cũng như là bạn bè gần xa một buổi tối sum vầy bên gia đình. Bên cạnh đó thì vợ chồng cô Vũ cũng rất là vinh dự để đón chú Năm và cũng như cô cũng như tất cả mấy em đến từ quê hương Đại Ngãi, nói chung là quê hương Vĩnh Thành Đắp Giò, rất vinh dự để đón chú và mời chú mời cả nhà nha. Mời cả nhà luôn nha. Mời các bạn nha, mời cả nhà. Vô cho bán. Dạ mời cô cầm ai múc chị miếng nước nào đâu chị vô cưng. Dạ cưng. Hai đứa mình một ly. Nói chọn lỏng. Mời cô nâng ly lấy trà thay rượu ha. Chúc cô luôn luôn vui khỏe. Tiếp cho cái miếng trà cho chị ly. Này anh trai, cùng đi coi. Cái này hả? Gấp mà ăn đi. Cảm ơn em. Mời cả nhà dùng bữa với là vợ chồng chú Vũ với cha con tôi với bà Xui tôi với mấy cháu luôn cả nhà ơi. Mời. Có gô mà chiên giòn mà chấm nước mắm me cả nhà ơi. Có hả? Có được coi cưng. Này nhóc chưa? Mẹ cơm mẹ. Lâu lắm lâu mới lại. Bữa cơm cho mẹ đi. Con đó thì với chú nè. Không ngờ chiều nay mà mình bắt được săn bắt được cá nhiều trời. Đây là cái món quýp nè. Quýp. Cái món mà phải nói là ấn tượng nhất. Chứ nào quên mặn con cái nhà ơi. Tí rồi. Trong nước mắm tôm nha. Thì vậy. Mời cả nhà. Hết rồi. Hết rồi. Mời cả nhà luôn nha. Giòn. Hai nghe của con tốt lắm. Mời cả nhà luôn nha. Nó phân công rồi. Nó có cái chai rượu bệnh trước nó chiêu qua đây là có nghĩa là chai rượu này còn mới chát là đưa cho chú cháu mình đi bởi vậy. Ủa rượu đó rượu gì anh Vũ? Nếp sữa. Nếp sữa cơ. Nếp viết. Uống hồi rồi viết. Thôi kệ em múc phân công sao chú cháu mình tin mình vậy chú Năm ơi. Vô. Cái rượu này uống là phải gì nữa nha bà con. Đó. Trời mẹ em. Mày anh thợ điện thông gia của em xin nha. Còn tôi bỏ rơi rồi quá em luôn. Cá lồng tâm quá quýp. Cá lồng tâm bay mà hầu như bự hơn cá lồng tâm đá nữa. Vô thử con cá cái gì cả nhà biết không, con cá lồng tâm bay như vậy nhưng mà tại vì đó 30 mình có làm một cái dèo là cái lỗ 8 ly lưới thái á 40 đó. Là cá là tự nhiên ở ngoài hầm khá là nhiều. Lớn gấp đôi. À, ở đây nó ăn thức ăn ba cái thức ăn mà ba cái kim cương. Cá nướng. Rồi khi mà nó vô ở trong cái dèo lỗ tóc đi thì những cái con cá nhỏ đó nó lọt ra. Còn mấy em này nó bự nè. Do đó là cứ mỗi lần mà dở dèo lên thì em nào nhỏ thì ở lại, em nào
Ủa, em này nhỏ thì ra ngoài, còn em nào lớn thì lên dĩa. Mình tiễn. Ngồi canh chua này mới tới công chuyện nè. Đầu canh chua là hồi sáng tới bây giờ nè. Không à, sai rồi nghe. Cá hồi sáng là cá kho lạc nha, đừng có nói canh chua nha. Canh chua này tao mới nấu buổi chiều. Canh chua mới nấu buổi chiều nha không? Đi ngoài đồng có chút xíu mà quên cái sự việc như thế nào. Anh không có quên đâu, chẳng qua nói vậy á, là anh hỏi có em có nhớ hay không. Anh đang test lại cái trí nhớ của em đó. Trời ơi. Chứ không phải là anh quên đâu. Rau này giờ con không trúng nó mà con sống à. Rồi nhúng. Rau dừa. Nhúng héo héo không đỡ. Chú ơi, chú nằm gấp gấp cái đám rau đó để vô đây cho con. Con này không? Dạ. Bò quế. Dạ. Ngò. Cái này đã lâu rồi. Đến với quế mộng mơ. Đó là một bài ca quế của tôi vậy. Quế của tôi. Rồi đây là gì sao anh mà bức cộng ngò của má em nè. Bài đó bài gì đó tao không biết. Cứ bằng cái gì con cá lóc nướng mình quảng cáo rồi bạn. Tách tách chú Tâm rồi chú Vũ. Em chú bằng tách đi. Em bằng em làm chuyên nghiệp em làm coi. Cá lóc bình xui nướng này nghe. Ngon chân tươi. Cô ít lòng nhiều cả nhà. Quá ngon luôn. Hết biết. Rồi cái năm. Thưởng thức luôn đi. Thưởng thức rồi. Cá lóc đó. Cá lóc hả? Dạ. Gấp như kia hả? Mời cả nhà thử cá lóc đi. Dạ. Chị nói cưng nghe nè. Cái ly bị lủng rồi. Ôi em xin lỗi chị, em tào lỗi em múc. Sao mà múc cái ly bị lủng kỳ cục quá vậy? Mời cả nhà dùng cá lóc cả nhà ơi. Cá lóc nướng chui. Có rồi mới. Dạ. Con phục vụ cho comment nha. Tận tình đầu hàng khách đậu quý nha. Gấp cho chú Tấn. Gấp quốc đi. Quốc cái lóc cứng đi chứ. Chổng trộn luôn. Tấn anh gấp cho cô Nguyễn coi. Thôi thì ăn thử thôi đi. Sao cưng khách luôn. Ủa sao Ôi rồi. Có câu chú Năm. Thì nói chung là chú Năm với cô với lại anh em mà tới quê hương của vợ chồng Vũ là hiện tại là ấp Nhân Quế, xã Vinh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thì mình cũng không biết nói gì hơn. Đặc biệt những cái thời gian trải nghiệm ở ngoài đồng cũng như là về đây để thưởng thức những cái món ngon hương đồng cỏ nội mà về giờ chú cháu anh em cũng đã trải nghiệm rồi đó. Vì thôi trước những cái không gian đẹp như thế này thì Vũ xin tặng một câu số 6 của bản chân tầng trên hè phố Tân Cổ thôi. Nói chung thời gian thì cũng có giới hạn giới lại để cho cả nhà còn xin về bên người thân nữa. Vậy rồi con xin phép là ca một câu số 6 nữa nha chú Năm. Dạ. Góc trời xa trắng đã tàn rồi, sao mình thấy đêm nay như ngắn quá. Buổi tao ngủ thời gian như vội vã, chưa cắn lời tâm sự hàn huyên. Quán nhỏ ngoại ô hiu hắt ngọn đèn vàng, một đêm xưa mình nghẹn ngào đưa tiền. Nay đêm tái ngủ cũng là đêm tống biệt, về sáng mai đây anh lại đi rồi. Trong cuộc sống vung quá nhiều ly biệt, gặp giây phút nào xin vui phút đó thôi. Bên nhau chỉ một đêm vui, mà sao thương nhớ trọn đời khôn nguôi. Đâu, cái đó là một câu. Một câu rồi, đúng rồi. Ừ, ba xin ca hai câu. Hai câu luôn. Hai câu luôn. Là mùa qua đào. Sáng sương nay tôi ra thăm Hà Nội.
như chiếc lá xa cành về cõi người ơi. Hồ Dương đây vẫn rạng ngời, nhặt canh đào rơi bồi hồi trong già. Như chim phiêu bạc phương trời, nay trở về thủ đô đất trời. Ngời lên sắc thắm gió xuân mơ màng, đầy đưa mấy cành đào tới. Nắng xuân là đà rung trên bờ dải mái tóc. Giang em thoáng dài mà hồng thắm nụ cười duyên. Em ơi, tôi không phải là lãng tử mượn đóa hoa đào kia mà tương tư hình bóng, mà chỉ bừng huân với trái tim rung động khi lần đầu tiên mình gặp gỡ với hoa đào. Chỉ sắc hồng tươi hương vị ngọt ngào, không kiêu sa không mượt mà quyến rũ, sao tôi lại mơ màng ấp ủ bấy lâu nay. Vượt đường dài nào ngại gió sương, nay được trở về đây giữa lòng Hà Nội. Đào ơi, đừng nỡ dội để tôi được bồi hồi nhìn về đài hoa nở. Một câu, còn câu nữa, câu số 2. Đi bên em giữa hồ rương lòng gió, em có nghe trăng trời đất cùng đã tình. Như thầm thương chuyện của đôi mình, anh trai miền Nam phải lòng cô gái Bắc, bởi dòng nỗi ngọt ngào e ấp cánh đào tươi. Tôi mơ màng dệt mộng vào thơ, kẻ Bắc người Nam đâu ngờ hạnh ngộ. Chà. Anh cũng quên luôn. Rồi, giơ tay cái đi. Quên. Lâu quá rồi hả chú Năm? Kỷ niệm bây giờ khó có mơ phai. À, rất là thích mà nói những cái câu mà phải nói là tiếu để cho sau những cái giờ lao động mình dòng có 8 giờ hành chính trong một ngày á, thì mình ngồi xúm xích lại. À, có chi dùng chi, ví dụ như mình bắt được cái con nào thì mình ăn con nào. À, bên cạnh đó là giao lưu buổi tối thôi. Cuộc sống mà có đôi khi là tiền đi làm cũng chưa gọi là đủ, nhưng mà có cái là có được cái những cái khoảnh khắc như thế này thì cũng phải nói là rất là đáng nhớ. À, khoảng chừng 1 hoặc 2 năm sau mà nhớ lại những khoảnh khắc này thì có đôi khi là mình có tiền cũng không được nha. Nó thật sự. Giờ thì gia đình mình nè, với vợ chồng anh Vũ thì cũng thưởng thức ít này cả nhà ơi. Thì chắc mình cũng kết thúc video này ở đây. Rồi sáng mai tiếp tục hành trình là săn bắt tiếp nữa. Thì chút xíu nữa thì sẽ lên trên nhà thưởng thức món chè của chị Cương nấu, thì quay bên kênh Gia đình của tôi. Cũng mời cô chú anh chị và các bạn qua kênh Gia đình của tôi để xem món chè của chị Cương nấu nha. Bây giờ thì mình chào tạm biệt. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối bên cạnh những người thân, một cái buổi tối sum vầy bên những người thân và có một giấc ngủ thật ngon để sáng ngày mai bắt tay vào công việc của ngày mới nhé. Chào cả nhà. Chào cả nhà.